người tuổi Tý chỉ vì thiếu suy nghĩ, mà bạn khiến cho nhiều người xung quanh phải lo lắng cho mình. Trong công việc tuổi Tý cần phải cẩn trọng hơn, khi nói chuyện với những người khác giới về công việc. Vận trình tài lộc vượng sắc, dễ gặp nhiều may mắn hơn. Con số may mắn, 4, 18. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ. Tuổi Sửu sắp tới tốt nhất là bạn không nên làm gì gây ảnh hưởng đến gia đình của mình. Đầu nhé. Tử vi trong ngày cho thấy có thiên tài trợ hợp, nên tuổi Sửu đã tìm được nhiều điểm sáng hơn trong công việc. Tài lộc có được ổn định nhất định nên bạn không cần lo lắng gì nữa. Con số may mắn, 1, 9. Giờ tốt trong ngày, 10 giờ 12 giờ. Dần cần phải giải quyết sớm, và ngay những chuyện không hay vì điều này đang cản trở tình yêu của bạn rất nhiều. Hôm nay con giáp này lo lắng sẽ không gặp được người sẽ giúp đỡ mình trong công việc. Dần dù có chuyện gì xảy ra bạn cũng nên cẩn trọng hơn khi chi tiền. Con số may mắn, 1, 5. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ 13 giờ. Tuổi Mão bị người khác nghi ngờ về lòng chung thủy của mình, nhưng bạn lại không coi ra gì. Hôm nay tuổi Mão phải đương đầu với nhiều khó khăn trong công việc nhưng không thể làm gì. Tình hình tài lộc ổn định hơn nhiều nên không cần bạn bận tâm gì nữa. Con số may mắn, 9, 10. Giờ tốt trong ngày, 8 giờ 10 giờ. Chuyện tình cảm có lẽ không tốt vì có thủy hỏa tương khắc khiến bạn và người kia thường xuyên cãi nhau. Hôm nay tuổi Thìn cân nhắc về đổi công việc nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tài chính trong ngày ổn định nhưng vẫn không ăn thua. Con số may mắn, 2, 6. Giờ tốt trong ngày, 10 giờ 12 giờ. Tuổi Tỵ đang kìm kẹp bản thân để không rơi vào trạng thái khó khăn trong chuyện tình cảm. Con giáp này có rất nhiều người theo đuổi, nhưng bản thân bạn không ôm ấp hình bóng của ai. Vận trình tài chính ổn định hơn nhưng bản thân bạn cảm thấy không tốt. Con số may mắn, 1, 5. Giờ tốt trong ngày, 12 giờ 14 giờ. Tuổi Ngọ nên hạn chế ra ngoài với người khác giới vì bạn đang vướng thị phi. Trong công việc dù tốt hay không tốt cũng phải vui vẻ đón nhận như một điều tất yếu mà bạn phải trải qua. Tài chính chưa ổn định thì bạn đã phải chịu nhiều khó khăn. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ. Tuổi Mùi trong ngày có lẽ bạn nên tập trung hơn vào người yêu thương của mình. Con giáp này làm gì cũng phải có kế hoạch, đừng để người khác cảm thấy bạn đang chơi vơi. Tình hình tài chính trong ngày tương đối tốt, không có gì khiến bạn cần phải lo lắng. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ. Bản thân tuổi Thân phải chịu rất nhiều uất ức, nhưng không thể nói với ai trong gia đình của mình. Trong công việc tuổi Thân gặp phải thương quan nên cũng lao đao lận đận hơn rất nhiều. Tuổi Thân bị người khác lừa tiền nhưng không thể đòi lại. Con số may mắn, 7, 9. Giờ tốt trong ngày, 10 giờ 12 giờ. Tuổi Dậu nhận về rất nhiều lời nói tiêu cực về bản thân mình trong khi bạn không làm gì sai. Con giáp tuổi Dậu nên hạn chế đến gần với những người mới khi biết họ có ý đồ xấu với công việc của mình. Tình hình tài chính ổn định, không có vấn đề gì khiến bạn phải lo. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt trong ngày, 10 giờ 12 giờ. Tuổi Tuất tạm thời có những chuyện không nên nói ra ngoài vì điều này lại gây bất lợi cho bạn. Trong công việc tuổi Tuất được chính quan giúp đỡ nên cũng có nhiều cải thiện rất lớn. Tài chính trong ngày tốt hơn nhiều, tuy nhiên bạn không có dự định gì để ổn định. Con số may mắn, 7, 29. Giờ tốt trong ngày, 12 giờ 14 giờ. Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Hợi đừng vì chuyện không hay trong công việc mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hôm nay tuổi Hợi bị Tỷ Kiên gây khó khăn nên công việc không tốt và bạn có xu hướng đổ lỗi cho người khác. Vận trình tài chính tại thời điểm này khá bấp bênh. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt trong ngày, 16 giờ 18 giờ. Các bạn hãy đăng ký kênh để luôn gặp may mắn trong cuộc sống.